Xin mến chào tất cả quý vị, cô bác, anh chị và các bạn đang cập nhật một số cái thông tin xoay quanh đến cái vấn đề về Việt Nam mà cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sẽ cần lưu tâm và lưu ý. Và như tất cả cô bác, anh chị mình biết rằng hiện tại thì các quy định hiện hành liên quan đến việc xuất nhập cảnh Việt Nam và nhất là đối với việc mang hành lý xách tay về Việt Nam trong giai đoạn này thì dường như là nó đã trở nên khó khăn hơn một chút. Vì cái thời gian tới thì cô bác anh chị mình biết là Cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất thì người ta sẽ kiểm soát rất là nghiêm ngặt trong cái quá trình mà quý vị nhập cảnh vào Việt Nam. Trong đó thì việc soi chiếu hành lý thì sẽ được tăng cường thêm cán bộ để mà kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời những cái tình trạng là buôn lậu, buôn hàng qua cửa khẩu Việt Nam theo cái đường hành lý xách tay nhằm mục đích là trốn thuế. Và điện thoại iPhone 14 là mục tiêu mà cơ quan chức năng Việt Nam thì người ta sẽ nhắm đến gắt gao nhất trong cái thời điểm này. Tuy nhiên thì nếu mà quý vị nào chúng ta vẫn chưa nắm và chưa biết cái thông tin đó thì quý vị có thể xem lại trong kênh của Thái Võ. Thái Võ đã công bố cái thông báo đó vào ngày hôm qua là ngày 19 tháng 9. Và như tất cả quý vị, cô bác, anh chị đã biết rằng khi mà chúng ta định cư ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ và ở Canada thì hầu như là nói đến bảo hiểm y tế cá nhân là cái mà sẽ chi trả toàn bộ chi phí khi mà quý vị, cô bác, anh chị mình chẳng may mà có cái vấn đề gì liên quan đến sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên thì nếu mà những ai mà chúng ta không có bảo hiểm y tế thì phải nên nói là bế tắc mỗi khi mà mình có cái vấn đề gì liên quan đến cái sức khỏe. Và lúc đó thì chỉ có nước là cầu ông trời cho mình đừng có bị nặng hơn thôi. Lỡ mà mình có bị bệnh nhẹ thì mình có thể ra tiệm để mà mua thuốc uống. Chứ mà còn nặng thì có lẽ là chúng ta sẽ bế tắc rất là nhiều, thậm chí là tốn một cái số tiền không nhỏ, có phải không quý vị? Và ngày hôm nay thì liên quan đến cái vấn đề là bà con Việt Kiều về Việt Nam làm găn như thế nào? Tại sao thì bà con mình không thích làm găn ở Mỹ? Và Việt Kiều đã phải choáng váng ra sao khi mà về Việt Nam làm găn? Cũng như là cái giá cả làm găn tại Việt Nam như thế nào mà khiến cho nhiều bà con của bác anh chị mình rất muốn về Việt Nam để làm găn? Vân vân và vân vân. Rất là nhiều cái vấn đề đáng nói liên quan đến việc là chúng ta nên làm găn ở Mỹ hay là nên về Việt Nam để làm găn. Thì có lẽ là qua cái bài phân tích ngày hôm nay thì quý vị có thể có được một cái cách tham khảo chính xác nhất. Tôi là Việt Kiều Mỹ, hiện tại thì tôi đang sinh sống tại tiểu bang California của Hoa Kỳ. Công ty của tôi thì có khoảng 200 nhân viên, số người được mua bảo hiểm là chừng 10 người, khoảng thêm 5 người nữa thì mua Obamacare. Còn lại bao nhiêu thì không có một chút cái bảo hiểm nào để mà lận lưng. Lỡ mà có đau ốm thì cũng chỉ là chạy đến mấy cái phòng khám mà có cái giá mềm để mà chữa trị. Nhưng bảo hiểm của tôi thì cũng chỉ có là sức khỏe thôi, không có mắt và răng. Thật ra thì cũng có giảm giá cho nha khoa, nhưng mà những nơi nhận cái phiếu giảm giá này thì giá mắc hơn những cái chỗ khác. Và tôi thì cũng như bao nhiêu người Việt Kiều khác, mỗi lần có dịp về Việt Nam thì tôi đều tranh thủ đi tới phòng khám nha khoa để mà làm tất tần tật mọi thứ như là cạo vôi, đánh bóng, tẩy trắng, chám răng sâu, nhổ răng khôn, đủ thứ các kiểu. Nhưng mà ở đời thì thưa quý vị thì đâu phải lúc nào thì cũng mọi thứ nó cũng trơn tru như vậy. Nhiều khi mà đang cái lúc nhức răng cần phải chám, nhưng mà lúc đó thì lại là đang ở Mỹ, không thể nào chờ được. Vì quý vị biết là nhức răng thì nó kinh khủng đến như thế nào rồi. Cho nên là tôi mới đến gặp các nha sĩ Việt Nam tại Mỹ để mà điều trị. Họ kiểm tra, sau đó thì báo cho tôi cái giá khá là mềm. Và mặc dù thì nói là mềm chứ lần nào thì cũng mắc từ 3 cho đến 400 đô la. Nghe mà muốn đau cả bụng. Tuy nhiên thì quý vị biết là trong 2 năm dịch bệnh thì Việt Nam đóng cửa, các chuyến bay thương mại thì bị hạn chế, tôi thì không thể về nước được. Cứ vái trời cho răng của mình lúc nào cũng được bình thường. Và cứ mỗi 6 tháng thì tôi phải đi săn mấy cái phiếu giảm giá, in trên báo hay là phát tặng nhà để mà đi chụp X-ray và cạo vôi chừng khoảng 50 đô la. Lỡ mà họ bảo là răng tôi sâu, cần chám hay là này kia kia nọ thì tôi lại hỏi là có chờ được hay không. Nếu mà không chờ được thì đành nhắm mắt đưa chân vậy. Và thưa quý vị thì thế hệ 8X của chúng tôi thì găng thì chẳng có tốt đẹp gì. Sinh ra và lớn lên trong thời bao cấp, thuở ấy thì kem đánh răng là cái mặt hàng hiếm. Ở quê mà, hàng hóa thì đâu có nhiều.
Với lại thì cũng đâu có rủng rỉnh tiền để mà mua. Thế là xài mấy cái tiếp kem màu vàng, vẽ bùa vẽ vằn vẹo lên. Và nói đến cái loại kem màu vàng này, ngày xưa thì nó đắng kinh hồn. Khi nhỏ thì cứ ngậm nước, lấy tay chà chà vài lần cho nó sạch rồi thôi. Còn không thì nghe lời ba má, mỗi sáng lấy một cái cục than cà vô cái thành giếng, cầm bàn chải chà tới chà lôi chà cho mòn cái cán, quẹt lên một cái để đánh gân cho sạch. Nhe ra thì cái gân nó đen thui thùi lùi như là mấy bà già nhuộm gân đều như hột bắp thường thấy trên tivi trắng đen. Và cứ như vậy thì theo năm tháng trôi qua, thì lớn lên thì gân của chúng tôi thì đã đều hư hết trơn, phải đi chám quá trời quá đất. Ơn trời thì bọn tôi không mắc những cái chứng bệnh hôi miệng hay là súng gân, chỉ có điều là gân thì không được trắng bóng. Và thưa quý vị, thì khoảng giữa năm 2021 thì gân số 18, ở Việt Nam gọi là gân số 8, trong cùng của tôi thì bị mẻ một miếng. Thế là bắt buộc tôi phải chám. Nhưng do là nó nằm sâu ở bên trong nên là nha sĩ cảnh báo là phải cẩn thận, chứ không là khoảng 3 cho đến 4 tháng là nó sẽ bị rớt ra. Lúc ấy thì phải điều trị tủy và làm gân sứ bọc lại. Và tôi cũng hỏi giá là bao nhiêu, thì ông nha sĩ Việt Nam ước lượng là chừng 4-5 ngàn đô gì đấy. Nghe xong thì tôi hoảng hồn, thôi mong là để yên như vậy. Tuy nhiên thì quý vị biết là nếu mà bây giờ cái gân số 18 của tôi, nếu mà tôi chám ngay thời điểm lúc này thì nó cũng chỉ có 300 đô la, nhưng mà nó cũng chỉ giữ được khoảng hơn 8 tháng. Và cứ như vậy thì thời gian trôi qua, một ngày đẹp trời vào đầu tháng 4 năm 2022, khi trong cái quá trình mà tôi đánh gân, tôi cảm thấy có cái gì đó nó rơi ra ngoài. Đưa cái lưỡi cà cà vô thì mới thấy là cái gân bén bén khứa vào cái lưỡi của mình. Và tôi biết là lúc này thì đã tới công chuyện rồi. Và những cái cơn nhức buốt bắt đầu xuất hiện từ đó. Thế là tôi ngậm muối, ngậm rượu và thuốc gia truyền, uống thuốc giảm đau đủ kiểu, nhưng mà nó vẫn khó chịu vô cùng. Thế là tôi lên mạng tìm mua Copon. Và sau đó thì tôi lấy hẹn với nha sĩ gần nhà. May mắn là họ có cái chỗ trống liền ngay tức khắc. Và sau khi mà tôi được chụp X-ray thì bác sĩ bảo là cái miếng gân đã mẻ rồi, vi khuẩn thì đã xâm nhập vào tủy. Cách tốt nhất là nhổ cái gân này cho nó yên. Còn nếu mà muốn giữ thì phải lấy tủy, ở Mỹ gọi là Rod Cana, sau đó thì làm gân sứ bọc lại, ở Mỹ thì gọi là Crow. Nhưng mà văn phòng ở đây thì không làm Rod Cana. Chúng tôi sẽ giới thiệu qua gặp bác sĩ chuyên môn, và sau đó thì cô thư ký thì sẽ báo cho tôi cái giá để mà làm gân sứ. Và sau khi mà cô thư ký đã kiểm tra về cái giá cả của cái gân sứ mà sẽ làm cho tôi, sau đó thì cô thư ký báo cho tôi cái giá là 3.400 đô la cho cái gân sứ chút ép. Tôi xây sẩm mặt mày khi mà nhìn cái mảnh giấy tính tiền chi tiết. Và sau đó thì thưa quý vị, tôi cầm cái tờ giấy giới thiệu gọi tới văn phòng bác sĩ chuyên lấy tủy để mà kể về cái tình hình, gân số mấy và tình trạng bảo hiểm như thế nào. Và sau gần nửa tiếng chờ đợi thì cô ấy gọi lại cho tôi với 10% giảm giá của bảo hiểm, 1.100 đô la là giá lấy tủy. Nhưng tuần sau thì mới có lịch chống. Tôi hỏi là lỡ mà trong cái quá trình này, trong cái thời gian này, gân của tôi lỡ mà bị nhức thì sao? Có thể làm gấp giùm cho tôi được không? Cô bảo là sáng mai thì ông gọi lại coi thử là có ai hủy hẹn hay không, chứ mà bệnh nhân thì nhiều lắm. Và cái mà đáng nói ở đây thì thưa quý vị là cộng tất cả hai cái con số là tổng cộng là hết 4.500 đô la. Và tôi lại muốn té xỉu thêm một lần nữa. Và sau đó thì tôi lại lên mạng tìm một vài cái văn phòng nha sĩ chuyên lấy tủy để mà tham khảo. Gọi tới gọi lui đủ kiểu, chỗ thì lại không nhận bảo hiểm giảm giá của tôi, chỗ thì nhận nhưng mà giá cũng tương đương như là cái văn phòng kia. Nhưng mà cái thời gian hẹn thì dài tới cả 2 tuần, thậm chí là 1 tháng. Lúc đó thì tôi bảo thì nếu mà tôi đợi như vậy thì chắc có lẽ là tôi sẽ nhức đầu lên tới não luôn. Và thưa quý vị, thì sau khi mà tôi đã trải qua nhiều lần đắn đo cũng như là tham khảo rất là nhiều nơi, thì tôi quyết định là đưa hình chụp X-ray của tôi cho bạn ở Việt Nam xem. Và cô ấy bảo là cần phải lấy tủy ngay, vì là vi khuẩn thì nó đã vô đến bên trong thâm đen rồi. Liệu là có ráng được hay không? Vì lỡ là nửa đêm thì nó nhức lên tới não thì chắc chết. Cái này thì về Việt Nam thì mọi thứ là chừng 5 triệu đồng là xử lý xong hết. Và thật ra thì lúc đó thì chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi là tôi sẽ có một cái chuyến đi về Việt Nam. Và tôi tự nói với bản thân mình rằng, hay là mình đổi vé máy bay để mà mình về liền bây giờ đây ta. Nếu mà tính luôn cái tiền đổi vé máy bay và tiền vé máy bay cộng với cái tiền làm gân ở bên Việt Nam thì chưa bằng cái con số lẻ ở bên này. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui thì lại không khả thi vì cái công việc quá là bận. Cháu tôi thì lại gần đến cái ngày thi nữa.
Những ngày kế tiếp thì thưa quý vị là vô cùng nặng nề đối với tôi. Găng thì mặc dù nó là không nhức lắm nhưng mà nó vô cùng khó chịu. Tôi phải nhai một bên, bữa nào thì cũng ngậm muối, ngậm rượu đủ kiểu. Nếu mà hơi nhức thì tôi sẽ uống thuốc giảm đau, nhưng mà cái cảm giác vô cùng là tệ. Ăn uống gì thì cũng không thấy ngon, đặt lưng nằm xuống giường, cảm giác cứ hồi hộp vì không biết khi nào nó lại trở chứng. Liệu là mười mấy ngày sắp tới thì có ổn hay không? Rồi lỡ là lên máy bay nó đau thì tôi làm sao mà tôi có thể chịu nổi? Rồi bất chợt tôi lại ngẫm nghĩ rằng, ủa, mình làm lụng vất vả, cũng có tiền mà, mắc gì phải chịu cái cảm giác như thế này? Sao mình lại hành hạ bản thân mình vì $1,000 như vậy? Thế là tôi gọi lên hỏi cho cô thư ký có lịch trống hay không. Cô bảo là ngày mai lúc 8 giờ sáng thì có một chỗ trống. Thế là tôi đồng ý một cái một. Và sau đó thì qua ngày hôm sau, thì vào một buổi sáng đẹp trời, thì văn phòng thì chưa có mở cửa, thì tôi đã đứng chờ ở phía bên ngoài. Cô thư ký thì đưa cho tôi một nùi giấy để mà điền những giấy tờ thông tin của tôi, không cần thu tiền trước, vô nằm chụp X-ray và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Anh chàng bác sĩ gốc Ấn Độ cao gáo, trẻ măng, tới kiểm tra. Sau đó thì quyết định là sẽ lấy tủy. Trong lúc tôi nằm chờ đợi thì anh chạy qua chạy lại để mà khám cho hai bệnh nhân khác. Tính ra thì mới là sáng sớm mà đã có 3 khách hàng rồi. Và cứ mỗi bệnh nhân như vậy là anh ấy kiếm được hơn $3,000. Một ngày thì chắc anh ta bỏ túi là mấy chục ngàn đô la là như chơi, trước khi mà trừ tất cả cái chi phí. Và tôi cũng nói vui ở trong bụng như thế này. Biết vậy là ngày xưa thì mình học làm nha sĩ, hoặc là có người yêu là bác sĩ thì có lẽ là cuộc sống bây giờ thì nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Và cuối cùng thì cũng đến lượt tôi. Dù là tôi đã được bịt tai bằng headphone, nhưng mà tôi vẫn nghe rõ tiếng đục, mài, dũa, chọt và mùi khét thoang thoảng. May mà chỉ chích tới mấy mũi thuốc tê nên là không cảm thấy đau. Trong hơn một giờ đồng hồ, ngửa đầu lên, xuống, xoay trái, nghiêng phải, nhắm mắt, hả miệng, lè lưỡi, đưa tay ra nếu mà nhờ y tá hút nước giùm. Cơ miệng của tôi thì mỏi kinh hoàng, cố gắng chịu đựng. Găng thì có vẻ hơi ê ẩm đủ kiểu. Bác sĩ thì vỗ vai, bảo là xong rồi. Tôi đã chét xi măng lên trên, tạm thời bảo vệ cái lớp găng. Trong vòng một tuần thì phải làm crawl gấp, chứ không là sẽ gây ra thêm nhiều vấn đề nữa. Và hạn chế nhai ở phía bên này nha. Sau đó thì tôi cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Có cảm giác như là cái cục tạ ngàn cân vừa chút khỏi người mình. Khoảng một chút nữa là thuốc tê nó tan ra. Tôi biết là đêm nay mình sẽ ngủ rất là ngon. Và khi mà đưa thẻ cho cô thư ký để tính tiền, tôi cũng cảm thấy hơi nhói nhói ở trong lòng. Hơn $1,000 chứ ít ỏi gì. Nhưng không sao, bình yên là được rồi. Nửa tiếng sau, trên đường lái xe về, văn phòng nha sĩ phía bên kia đã gọi cho tôi. Tôi không bắt máy. Họ để lại tin nhắn và bảo lấy hẹn để làm crawl. Nghĩ tới cái giá tiền, tôi cảm thấy đau chứ không cảm thấy nhói nữa. Những ngày chuẩn bị về Việt Nam, tôi hầu như là chỉ ăn toàn đồ mềm, không dám nhai đồ cứng. Nhưng việc nhai một bên trong gần mười mấy ngày, nó làm hàm của tôi mỏi và ê. Thế là chuyển qua uống sữa, kèm giảm cân. Và ước gì mình có cái cánh cửa thần kỳ của Doraemon để mà mở ra là thấy Việt Nam liền, đi làm găng một cái một. Và sau đó thì thưa quý vị, thì tôi đã có hỏi một số bạn bè và tìm đọc trên các trang mạng xã hội, so sánh các giá phòng khám nha khoa ở Sài Gòn. Tôi quyết định là chọn bệnh viện răng hàm mặt thành phố Hồ Chí Minh. Vì răng số 18, tức là răng số 8 tại Việt Nam thì rất là khó làm, phải có dụng cụ chuyên dùng và phải có bác sĩ giỏi tay nghề thì mới thực hiện được. Buổi sáng đầu tiên ở Sài Gòn, sau khi mà tôi uống cà phê, tôi chạy tới bệnh viện răng hàm mặt để mà điều trị. Khi gọi điện thoại, cô nhân viên bảo nếu không lấy hẹn trên app thì anh có thể tới thẳng bệnh viện, sẽ có bác sĩ khám cho anh liền. Nhớ nói là khám dịch vụ nhé. Sau khi tới nơi thì tôi nói với cô nhân viên là tôi muốn khám dịch vụ. Cô ấy bán cho tôi quyển sổ, chỉ tôi đi vô quầy trong kia để đóng tiền. Sáng sớm mà bệnh viện đông thấy sợ, mọi người thì khắp mọi nơi, đứng ngồi xếp hàng đủ kiểu. Tiếng loa thì kêu lên khắp vang khắp cả bốn phương trời. Sau đó thì tôi đi vào phía bên trong quầy để mà đóng 200.000 đồng tiền lệ phí. Thu Ngân đưa cho tôi một chai nước lọc, chỉ tôi đi vô phòng khám, máy lạnh mở phà phà. Sau khi nộp hồ sơ, chờ khoảng mười mấy phút là tôi đã được kêu vô. Và với cái cảm nhận đầu tiên của tôi thì thưa quý vị, cô bác sĩ có cái tên khá là dễ thương, Thủy Trúc. Hình như là trẻ tuổi hơn tôi nên là nói chuyện dạ thưa vô cùng lễ phép. Sau khi mà hỏi tình hình, khám sơ bộ, cô ấy kêu tôi đi đóng tiền chụp X-ray ở phòng bên cạnh. Khoảng 30 phút sau, tôi quay lại để cô ấy kiểm tra phim và báo giá làm crawl. Và sau khi mà tôi nghe cái số tiền 4.300.000 đồng, bao gồm là
chốt sợi thủy tinh và bọc sứ titan, tôi giặt hết cả mình, tính nhẩm là chưa tới $200, gần bằng 1/20 của cái giá ở bên Mỹ. Và trong vòng một tiếng sau đó, bác sĩ đã xử lý hết mớ xi măng, làm sạch và lấy mẫu răng và hẹn tôi 2 ngày nữa quay lại để gắn. Tôi hỏi bác sĩ là có cần cạo vôi răng hay không. Cổ bảo là răng của anh sạch trơn mà cạo chi cho tốn tiền, vài tháng nữa thì hãy tính. Và tôi có nói với bạn bè của tôi là mai mốt mà nếu mà có về làm răng thì nhớ là tới đây nha. Không cần phải đợi chờ hàng tuần hay là cả tháng như là ở Mỹ, mà giá thì lại là ghẻ ôm, mà bác sĩ vô cùng lịch sự và dễ thương nữa. Thưa quý vị, thì như đã hẹn, tôi đã quay trở lại bệnh viện để gặp bác sĩ Thủy Trúc. Lần này thì nhanh hơn, cô ấy chỉnh sửa, mài cắt đủ kiểu để gắn vừa cái răng, không để cho nó bị cộm. Bác sĩ còn chám mấy cái răng hàm phải miễn phí, vì tôi bắt nó phải làm việc cật lực suốt 10 mấy ngày qua. Trước khi về thì cổ dặn là khi nào mà anh ghé lại Sài Gòn thì nhớ tới gặp em, để khám xem thử coi có cái vấn đề gì mới hay không nhé. Và thiệt tình là khi mà tôi bước ra khỏi bệnh viện, leo lên taxi để mà về lại khách sạn, thì trong đầu tôi lúc đó thì luôn nghĩ đến những cái dĩa cơm sườn nè, bánh xèo nè, bánh bèo, bánh căn, bánh ướt, bánh đai, bánh hỏi, nem chua, bún cá, và cả là một cái mâm cơm canh chua cá lóc do chị tôi nấu sẵn ở quê, đang chờ tôi về nhà ăn cho một buổi thiệt là đã. Và thưa quý vị, mặc dù là ngày hôm nay, cái thông tin này thì nó có hơi dài một chút, nhưng sau khi mà cô bác anh chị mình đã lắng nghe hết cái thông tin này, chắc chắn là quý vị đã có thể cảm nhận được việc làm răng ở Mỹ và làm răng ở Việt Nam thì nó sẽ có mỗi cái mức giá chênh lệch khác nhau rất là nhiều, chênh lệch rất là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta không thể phủ nhận rằng mỗi quốc gia thì sẽ có mỗi cái mức sống khác nhau. Điều đó thì còn tùy thuộc vào từng cái suy nghĩ đánh giá và từng cái nhận xét cũng như là so sánh của từng người. Và có lẽ là sau khi mà quý vị đã lắng nghe hết cái thông tin này, một lần nữa quý vị cũng đã có thể đồng cảm được với anh Việt Kiều Mỹ này về cái vấn đề là nếu như mà chúng ta làm răng ở Mỹ mà không có bảo hiểm chi trả giảm giá một ít thì mình phải bỏ ra cái chi phí rất là lớn. Chưa tính là những người mà không có bảo hiểm thì sẽ rất là khổ sở hơn, có phải không quý vị? Và nhìn chung thì ngày hôm nay đó là một cái chia sẻ mà Thái Võ muốn gửi đến tất cả bà con, cô bác, anh chị Việt Kiều mình. Thời gian sắp tới mình về Việt Nam, mình có thể tham khảo cái thông tin này. Nếu quý vị cảm thấy video này là hữu ích, hãy ủng hộ cho Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe, đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm nhiều thông báo từ những thông tin kế tiếp. Cuối cùng, Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, yêu mến, ủng hộ và lắng nghe hết thông tin này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại bà con, cô bác, anh chị mình ở những thông tin kế tiếp.